Đoàn tàu chuẩn bị công kích tên lửa. Ngành 5 đã về vị trí chiến đấu. Hết. 4 rồi, tự động chiếm mục tiêu. Các vị trí cấp biển cho Kasu, Hider. Đây là buổi luyện tập sẵn sàng chiến đấu của tàu tên lửa 375, lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân. Có hai tình huống giả định được đưa ra. Một là tàu phát hiện mục tiêu tàu mặt nước của địch. Hai là phát hiện tên lửa có cánh tấn công tàu. Yêu cầu đặt ra phải có phương án tự vệ và đánh trả ngay các đòn tấn công của địch. Hai đội đã phát hiện mục tiêu nhóm. Mục tiêu số 1, cự ly 48, thương vị 41, vận tốc 7, hướng đi 225. Mục tiêu số 2, cự ly 42, thương vị 32, vận tốc 6, hướng đi 225. Hết. Ngành 1 đã xác định xong hướng tiếp cận. Hướng đi 90 độ, thời gian tiếp cận 2 phút. Được. Tăng chế độ máy. Hai máy tiến 1.0. Có hai máy tiến 1.0. Với khẩu lệnh chỉ huy dứt khoát, mạch lạc, Đại úy Vũ Trọng Tân, thuyền trưởng tàu 375, đã bình tĩnh chỉ huy toàn tàu triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, các vị trí trên tàu nhanh chóng xử lý các tình huống đặt ra. Hệ thống tên lửa phòng không sục sạo mục tiêu và bắn trả các đợt tập kích. Tất cả đều rất khẩn trương, nghiêm túc, chuẩn xác như một trận đánh thật sự. Trận đánh giả định như thế này thường xuyên được tàu 375 tổ chức luyện tập định kỳ hàng tuần. Nhiều tình huống giả định khác nhau được đưa ra nhằm huấn luyện khả năng ứng chiến cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời giúp họ sử dụng thuần thục hệ thống vũ khí khí tài hiện đại được trang bị trên tàu. Tàu tên lửa 375 được định danh trên thế giới là tàu tia chớp bởi khả năng tấn công chớp nhoáng với tốc độ 38 hải lý, tương đương 75 km một giờ. Hỏa lực mạnh nhất được trang bị trên tàu là tổ hợp tên lửa Uran-E, thế hệ tên lửa thông minh hiện đại trên thế giới. Với trang bị này, tàu có thể tiêu diệt chiến hạm đối phương như tàu hộ vệ tên lửa, tàu khu trục và tuần dương. Để làm chủ con tàu hiện đại như vậy, cán bộ chiến sĩ trên tàu đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm khai thác thiết bị. Với một quân nhân mới, phải mất từ 3 đến 5 năm mới có thể nghiên cứu hết tài liệu về con tàu và làm chủ trang bị vũ khí. Quá trình huấn luyện cũng được tổ chức nghiêm ngặt, bài bản, tuần tự theo các giai đoạn cụ thể. Phương pháp huấn luyện của chúng tôi là theo 3 giai đoạn. Đối với những đồng chí chiến sĩ, hạ sĩ quan chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, như là sĩ quan mới về tàu, thì trước hết là cán bộ tàu chúng tôi là sẽ gặp mặt và quán triệt ra nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí. Thứ hai là sẽ xây dựng cái kế hoạch học tập, kế hoạch kiểm tra và đánh giá kết quả. Thứ ba là quá trình kèm cặp, nhất là kèm cặp từ trưởng ngành, vị trí trưởng theo phương pháp là một kèm một đồng chí. Và cuối cùng là qua cái việc kiểm tra đánh giá của cơ quan nghiệp vụ cấp trên là sẽ đánh giá được đồng chí này là có đảm nhiệm được chức trách và sử dụng độc lập vũ khí trang bị kỹ thuật hay không. Sự nỗ lực kiên trì là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để làm chủ một con tàu tiên tiến và hiện đại như 375, cần phải có một tư duy mới, cách làm mới. Với những người lính hải quân trên tàu 375, cách làm mới ở đây chính là phương pháp huấn luyện, đào tạo. Để phát huy tinh thần say mê sáng tạo, say mê rèn luyện của bộ đội, hàng năm, tàu 375 đều tổ chức hội thi làm các mô hình học cụ về các loại vũ khí trang bị. Chẳng hạn mô hình mô phỏng hoạt động của hệ thống điều khiển bắn tên lửa hay mô hình mô phỏng chu trình làm việc của hệ thống truyền tiếp đạn pháo AK-176. Đến nay, các mô hình này đều được đánh giá đạt chất lượng. Và đặc biệt, nhờ quá trình tìm tòi nghiên cứu các mô hình học cụ đó mà việc tiếp cận tiến tới làm chủ vũ khí khí tài trên tàu trở nên dễ dàng hơn. Những năm qua, do yêu cầu nhiệm vụ, nhiều con tàu hải quân đã làm việc trên biển liên tục và chỉ vào bờ khi đã cạn dầu hoặc lương thực. Mỗi khi về bờ, bên cạnh việc bảo dưỡng khí tài, trang bị,
công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tiếp tục được chú trọng. Quân cảng Cam Ranh mùa biển động nên có khá nhiều tàu hải quân tụ họp về đây. Nhìn từ xa, tàu 012 mang tên vị vua Lý Thái Tổ như một ngôi nhà lớn nhiều tầng án ngữ bên cầu cảng. Ít ai biết được rằng để làm chủ được ngôi nhà đặc biệt này, mỗi cán bộ chiến sĩ phải trải qua một quá trình học tập, nghiên cứu không biết mệt mỏi. Ra ra thang cự ly 3 hải lý. Ra ra hải thang cự ly 3 hải lý. Được, thẳng lái. Đại úy Hoàng Ngọc Long, ngành trưởng ngành cơ điện tàu Lý Thái Tổ, đã có 7 năm được đào tạo cơ bản ở nước ngoài. Tuy vậy, khi mới về tàu tiếp quản vị trí, anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì sự hiện đại, tinh vi của các trang thiết bị trên tàu. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật trên tàu chúng tôi hầu hết đều được đào tạo trong ngoài nước, được đào tạo rất là cơ bản. Tuy nhiên, khi về tiếp nhận con tàu hiện đại như thế này, thì cảm thấy cũng bước đầu rất là ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sau về tàu và được cái sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, đồng thời được sự chỉ bảo của các đồng chí đồng đội trong đơn vị, thì bản thân cũng đã làm chủ được các cái hệ thống trang thiết bị của tàu và đảm bảo là tàu luôn sẵn sàng rời bến thực hiện các cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để tiếp cận công việc, hoàn thành nhiệm vụ, Đại úy Hoàng Ngọc Long cùng đồng đội của mình đã phải vận dụng hết khả năng ngoại ngữ và tin học, bởi tàu Lý Thái Tổ có hệ thống điều khiển hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Nga. Không những thế, các loại tài liệu giáo án về con tàu cũng chỉ được viết bằng hai thứ tiếng, Anh hoặc Nga. Với những người được học tập lâu năm ở nước ngoài như Đại úy Long còn khó tiếp cận, huống hồ là các sĩ quan thủy thủ trẻ. Do vậy, ngành cơ điện thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận nhóm nhằm trang bị và trau dồi kiến thức cho họ. Những người vốn là đồng chí, đồng đội, hiểu nhau như anh em trong nhà sẽ trở thành người hướng dẫn tận tình, hiệu quả nhất. Và đây cũng chính là phương pháp đào tạo huấn luyện được chỉ huy tàu Lý Thái Tổ đặc biệt coi trọng. Trong quá trình, đây là trang chuẩn bị khởi động máy. Một trong những cái biện pháp mà chúng tôi đánh giá quan trọng nhất mà chúng tôi đã áp dụng và đã đạt được kết quả tốt, đó là chúng tôi huấn luyện chia ra thành các nhóm đối tượng để thực hành huấn luyện. Mỗi nhóm chúng tôi đặt ra những yêu cầu, những nhiệm vụ, những nội dung và các biện pháp huấn luyện riêng phù hợp với lại trình độ, năng lực của từng nhóm đối tượng. Huấn luyện nghiêm túc, bài bản, khai thác hiệu quả vũ khí, khí tài hiện đại, đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm luôn được cán bộ chiến sĩ trên những chiến hạm của vùng 4 hải quân coi trọng. Nhờ vậy, những năm vừa qua, nhiệm vụ huấn luyện đường dài trên biển, huấn luyện phối hợp hiệp đồng của vùng 4 với các lực lượng khác của quân chủng hải quân được đánh giá cao, nhất là khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, thuần thục. Kết quả ấy khẳng định quá trình làm chủ vũ khí, khí tài, tự tin trong xây dựng quân chủng tiến thẳng lên hiện đại của những người lính hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay.